anh chị và các bạn bài content marketing bài này thì tôi sẽ nói với các anh chị và các bạn về cái quy trình từ lúc mà các anh chị và các bạn xác định mục tiêu, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu cho đến lúc mà các bạn sản xuất ra được content và đánh giá nó thì nó gồm những cái bước như thế nào. Thì đầu tiên thì chúng ta phải trả lời cho câu hỏi là sản phẩm và dịch vụ của chúng ta bán cho ai, bán cho ai, bán cho đối tượng khách hàng như thế nào. Và đây chính là vấn đề mà chúng ta phải xác định được cái khách hàng mục tiêu của chúng ta. Thế thì khách hàng mục tiêu của chúng ta có thể có những cái nhóm khách hàng mà rất là đặc trưng, thì chúng ta sẽ phải vẽ chân dung của khách hàng ra, đúng không? Đầu tiên đấy là giới tính, tuổi tác, khu vực sống, sở thích, rồi thì các cái thiết bị mà người ta thường sử dụng để đăng nhập hay truy cập vào Internet để người ta tiếp nhận được cái thông tin. Thí dụ như là máy tính, điện thoại thì iPhone đời mấy hay là Samsung đời mấy, đúng không ạ? Máy tính thì máy tính sách tay hệ điều hành gì, máy tính ở cơ quan hệ điều hành gì, máy tính ở nhà hệ điều hành gì. Bởi vì các bạn biết rồi, hiện nay là nó có một cái vấn đề đấy là gì ạ? Người ta gọi là đa màn hình, multi screen. Đa màn hình tức là một người hiện nay người ta sử dụng rất nhiều các thiết bị. Thí dụ buổi sáng 8 giờ tôi đến văn phòng, tôi có thể có một cái máy bàn để trước mặt ở đây để tôi làm việc. Đồng thời tôi lại có một cái máy tính sách tay cá nhân của tôi để ở đây. Đấy, lúc thì tôi sử dụng máy bàn, xong lúc họp thì tôi lại sử dụng máy tính cá nhân. Sau đó ví dụ như là buổi trưa ăn trưa thì tôi lại sử dụng điện thoại di động. Hay là kể cả nói vui, lúc tôi đi vệ sinh tôi lại sử dụng điện thoại di động. Buổi tối tôi về nhà thì tôi lại sử dụng điện thoại di động. Lúc ăn cơm, lúc chơi, sau đó đến lúc làm việc tôi lại sử dụng máy tính cá nhân. Đấy, thì đấy chính là những cái mà chúng ta phải để ý. Bởi vì mỗi một thời điểm, mỗi một nhóm khách hàng khác nhau, họ sử dụng các thiết bị khác nhau. Nhưng nói chung ấy, thì 80% các cái truy cập vào website cũng như vào mạng xã hội, nói chung con số thống kê bình quân là hiện nay đến từ thiết bị di động, và cụ thể là từ điện thoại di động thông minh. Mà ở Việt Nam thì Samsung và iPhone là hai cái dòng thiết bị chính. Ngoài ra thì cũng có những cái thiết bị khác nữa. Hay nếu mà chưa theo hệ điều hành thì nó có Windows Phone và Android và iOS. Đấy là ba cái hệ điều hành chính. Nhưng mà iOS và Android là chiếm chủ đạo. Đấy. Rồi thì họ chơi những mạng xã hội gì? Thí dụ Facebook thì họ vào những thời điểm nào? Chẳng hạn như tôi nhé, tôi nói là riêng tôi thôi. Facebook thì tôi vào quanh năm ngày tháng, sáng trưa chiều tối đều vào. Thế thì Zalo tôi cũng có chơi, nhưng mà Zalo thì thỉnh thoảng tôi mới vào, tần suất kém hơn, thời gian sử dụng ít hơn, tôi chỉ vào để nhắn tin hay là vào để gọi điện, tôi giả sử thế. Cái cách sử dụng cũng sẽ khác đi. Đấy, Instagram tôi cũng có, nhưng mà tôi cũng rất là hiếm khi vào, thỉnh thoảng tôi mới đăng ảnh, tôi cũng chẳng bao giờ tương tác với mọi người trên Instagram. Hay là TikTok tôi cũng cài, thế nhưng mà tôi cũng chẳng bao giờ đăng video TikTok. Đấy, các bạn hiểu ý tôi chưa? Họ chơi những nền tảng gì, thời điểm chơi ra sao, tần suất chơi ra sao thì để mình còn ưu tiên. Thế nhưng mà tôi chơi YouTube cũng rất là sâu. Đấy, kênh YouTube của tôi thì cũng có rất là nhiều video bài học. Đấy, kênh YouTube của tôi là kênh PA Marketing. PA là Phan Anh, là tên tôi đấy. PA Marketing, các bạn search trên ô tìm kiếm của YouTube ấy. Bây giờ kênh đấy cũng mấy trăm video bài học, live stream thì các thứ rất là tốt, lượt xem có lên đến cả triệu, rất là tốt. Thì đấy, họ cũng có thể có những kênh như vậy, họ cũng có thể chơi những kênh như vậy. Vậy thì bạn cũng có thể quảng cáo trên Facebook cho thầy Phan Anh, bạn cũng có thể quảng cáo Zalo, nhưng mà có vẻ hiệu quả đối với thầy Phan Anh Zalo là không tốt. YouTube thầy Phan Anh cũng chơi cái này lâu nhiều cũng được. Đấy, báo điện tử thầy Phan Anh đọc rất nhiều, đầu giờ đến buổi đến công ty hoặc là ngủ dậy là lướt xem tình hình báo chí chiến sự, ô tô tàu hỏa máy bay rơi như nào, kiểu như thế rất là nhiều. Ok, mình phải rất là kỹ lưỡng ra. Thế sau đó bắt đầu là trả lời cho câu hỏi tiếp theo là những khách hàng mục tiêu đó họ quan tâm đến những vấn đề gì. Mình sẽ đặt khách hàng ở giữa đây. Đấy, sau đó mình vẽ ra các cái điểm kết nối. Thí dụ như là khách hàng nam giới đã có gia đình, có thu nhập tốt thì họ quan tâm đến gì? Thí dụ như họ quan tâm đến ô tô, họ quan tâm đến vũ khí, họ quan tâm đến máy bay, họ quan tâm đến kinh tế, họ quan tâm đến chơi thể thao, các môn thể thao lịch sự, họ quan tâm đến du lịch, họ quan tâm đến các loại rượu bia, họ quan tâm đến thời trang, họ có thể quan tâm đến các vấn đề về
tìm nhà, tìm cửa, tìm trường cho con, rồi quan tâm đến các vấn đề về sách, vân vân. Đấy, thì những cái chủ đề như vậy chúng ta liệt kê ra và sau đó chúng ta lựa chọn ưu tiên rằng là chúng ta có thể lựa chọn cái gì. Tương tự như thế đối với một khách hàng phụ nữ là nữ sinh, trẻ, thu nhập thấp thì các bạn ấy quan tâm đến gì? Các bạn quan tâm đến đi ăn ở đâu, đi chơi ở đâu, đúng không ạ? Học ở đâu, mua cái gì cho nó rẻ, mua cái gì cho đẹp, thời trang, giảm giá. Đấy, các cái mối quan tâm nó sẽ khác nhau một chút về giới tính, về tuổi tác, về thu nhập. Thì chúng ta cần phải lưu ý cái điều đó để từ đó chúng ta lựa chọn cái thông điệp truyền thông và chúng ta chủ đề truyền thông chúng ta đưa cho họ để làm sao mình thu hút mình được cái đối tượng quan tâm. Hay là phụ nữ mà có trong độ tuổi nuôi con thì họ quan tâm đến việc nuôi con, quan tâm làm đẹp sau sinh, họ quan tâm đến chuyện là giữ gìn hạnh phúc gia đình, làm sao mà cuộc sống tốt đẹp hơn, có thu nhập tốt hơn, vân vân, kiểu như thế. Đấy. Và mình cũng phải xem các cái thống kê là họ truy cập bằng thiết bị nào, tại thời điểm nào, họ xem video bao nhiêu phút, họ đọc báo bao nhiêu phút, họ chơi Facebook bao nhiêu phút, bao nhiêu tiếng trong một ngày. Họ thích xem ảnh hay thích đọc bài viết, họ thích đọc ngắn hay đọc dài, họ thích tít ngắn hay tít dài, đúng không? Để mình còn làm giật tít, tất cả những thứ đấy là tôi cung cấp cho các anh chị hết, tùy từng đối tượng. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu là lên cái chiến dịch truyền thông. Thì cái thông điệp truyền thông chủ đạo của chúng ta là gì? Thông điệp truyền thông chủ đạo, sau đó đến lựa chọn loại hình media. Lựa chọn loại hình media ở đây có thể là gì? Hình ảnh tôi sẽ đi một series như này, video tôi sẽ đi một series như này, bài viết tôi sẽ đi một series video như này, đúng không ạ? Đấy là lựa chọn về mặt media. Thế sau đó thì chúng ta sẽ thảo luận, tranh luận với nhau trong các cái đội ngũ mà chúng ta cùng làm việc là ok, chủ đề này đi với media này, số lượng KPI như này, thời gian như thế này, tần suất như thế này, đưa vào cái bảng content timetable, đúng không? Gọi là bảng, gọi là thời gian biểu về nội dung số. Tôi gọi là tiếng Anh gọi là content timetable đi. Thời gian biểu về nội dung số theo ngày, theo tuần, theo giờ, theo buổi đăng. Rồi giờ KPI, số lượng sản xuất, tần suất sản xuất, số phút sản xuất. Rồi thì số lượt xem, số lượt share, số lượt view, số lượt chia sẻ. Chúng ta đưa ra KPI như tôi đã nói. Sau đó thì chúng ta sẽ phê duyệt nội dung. Bước tiếp theo là phê duyệt nội dung. Sau đó là chúng ta đăng tải nội dung trên các cái nền tảng mà chúng ta có, website, SEO web, Facebook, group, fanpage, livestream, rồi chạy quảng cáo, đúng không ạ? Instagram, Zalo, YouTube. Đấy, những cái kênh mà chúng ta đang theo đuổi, chúng ta chia sẻ, chúng ta dùng miễn phí hay có phí, có thuê những người nổi tiếng, những người có ảnh hưởng chia sẻ bài hay không. Rồi đấy chính là những cái vấn đề liên quan đến content và truyền thông đấy ạ. Sau đó thì chúng ta sẽ theo dõi cái phản ứng của thị trường, phản ứng của khách hàng. Họ comment nhiều hay ít, họ comment tích cực hay tiêu cực, họ comment hay không comment, đúng không ạ? Họ có thích thú hay không, họ có thể hiện cái sự quan tâm đến sản phẩm hay không, tần suất của mình nhiều hay là ít, chất lượng bài viết của mình được đánh giá cao hay không. Đấy, để mình đánh giá lại cái quá trình mình làm và mình tiếp tục cái quy trình như vậy, nhưng với một cái cách là cao hơn, chất lượng hơn, chuyên nghiệp hơn, và mình hiểu được khách hàng của mình muốn gì. Thì đấy là cái bài học mà tôi muốn nói các anh chị về cái quy trình từ lúc mà nghiên cứu khách hàng mục tiêu cho đến mà đến lúc chúng ta hoàn thiện ra một cái quy trình làm content. Các anh chị và các bạn cũng hết sức lưu ý. Vâng, xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi bài học này. Và nếu có câu hỏi hoặc có sự tư vấn nào đó, hoặc là có sự trao đổi nào đó với giảng viên về mặt chuyên môn, về mặt câu chuyện thực tế của anh chị, thì vui lòng liên hệ với tôi là giảng viên Nguyễn Phan Anh ở địa chỉ email phananhonline@gmail.com, facebook.com/phananhonline viết liền. Các anh chị có thể tìm từ khóa Phan Anh Online trên Facebook, trên YouTube, trên Zalo hay là website đều thấy ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong bài học tiếp theo.